Các cửa em mấy chị nhiều thế là sao đây? Để cái gì á? Rồi hỏng rồi. Cày đấy. Tám một cái kinh ba lại kinh hai đi. Like Crea để gì nhiều ấy. Crea như đó nhiều thì bây giờ mình muốn lên 5 sao mình phải có một K2 mình lên được. Phải có một K2 bộ mới lên được. Có nghĩa là mỗi loại một K2. Thấm tháp ở đâu? Giờ có dám mở boss ở đâu mà. Bây giờ mình mở một kiếm BS xài không đủ. Nó ra ra đang nguyên thủy. Bây giờ đang nguyên thủy của mình nè. Một K rưỡi. Ôi giời. Cái đồng xu ném ra được, tôi ném 20, ném 25 đồng mà không có ông nào luôn. Bái đất mình bớt ra đang quăng quăng đây, tôi cứ đây đây, tôi mua lại. May không phải, may không nào là không nào luôn, cái là xong luôn. Nhục tập. Bái được như cái đồng xu. Cái đồng xu nó quăng nha được. Ôi, tí nó thì lẹn luôn, đúng không à? Ôi, sao lại mua thành 33? Đó. Mua tài mình không, tại đang vướng cái con chuột là mình chỉ vào đây cái thì nó ném ra nhỉ. Ai lua thật. Ném ra được với cây. Chắc cú nè. Một đờ đây rồi, đây rồi, cái này, cái này. Đấy. Mai kịp thời chứ không có ông nào đứng kế bên, đứng kế bên nó to luôn rồi. Rồi ok, làm một cái đi. À 28 đồng mà mình nhìn 25, 25 180 anh em nha. Anh em lái xe phát lên ngày bán anh em mới đập xịn cái bình 1 để bây giờ tám cái bình 2 trăm đơn không. Ok. Một nó lại móc. Móc còn giờ rồi thôi khoác rồi. Còn kia mua mấy cái đào còn bao giờ một đồng xu bao nhiêu dương ngọc còn gì, một đồng xu bao nhiêu dương ngọc còn gì đâu, dương ngọc đâu thấy đâu, có được dương ngọc đâu, dương ngọc nó đi cái hồn tím rồi mới được. Chinh phục Vinh lúc mà nó lót à. Thử làm nhân phẩm ngày nay có sao. Chứ đang tập trung BS lên đồ. Còn nếu mà nhân phẩm hên hên thì lại động thôi. Nhân phẩm mà hên thì ăn tất. Làm hai nhái. Win tại bữa mình xoay win mình lột hết đồ của con lột hết cái win của cờ lon hết rồi. Ok. Ai chào là ra được. Sao tối thui vậy? Ủa mình dán đồ họa đâu? À hôm nay tối là mình nhìn thấy là lộn. Rồi xong. Nhục ta. Thêm cho thằng Obi hả? Bảy mươi phần trăm mà còn vậy. Rồi, tao đúng đẹp.
4 mà cộng 4 mà như đây là đẹp. Để mình lấy cái áo này về đập đi. Làm cái gương một cái đã, rồi xong mới đi làm nhái kìa. Thầy hộ hai phát bình hai lên nè. Thầy hôm qua ngày qua thầy sai dùng chứ. Này tính thử nhân phẩm này mới xem có khác bọt không đâu. Trời lốc luôn kìa. Lốc thì lại đi quá. Lốc thì lại để đây. Quá xoay lại ra lốc. Được đấy, nhân phẩm tân tạo món này. Nhân phẩm ok. Nhà lốc là có sẻ. Qua xe dùng xịt hai phát không vậy? Thì là đúng rồi, xe dùng đây. Nhờ. Rồi, cộng 2, tí mất 2 pin. Nhưng mà không sao, có lúc có tiền. Dạ. Bình tĩnh, cái này để lại. Lại con nào cái nào lúc không lúc mà coi coi ấy lại tí khách về hơi quý coi nhiều lắm bây giờ lấy đồ cấp 4 để đập nói chung ra được một cái mana thì đẹp là trọn vẹn niềm vui cái vào này là cũng không đen lắm ok tại tiếp một nháy. Cho 150 em nha. Mà lót không lúc nào. Rồi đã ước mà lót. Đã ước mà lót mà lại còn không lúc nó thì thôi ước làm gì không? Đã lỡ ước là phải ước cho tới. Ước là phải ước cho tới. Lúc mà lót HP mana. Luôn luôn. À. Ui vãi hỏng rồi. Xịt một phát là tốn mất 8 bề. Hỏng rồi. Tại có thì Azina có rất đồ rất gì vẫn rất đồ bình thường. Vãi xịt một cái đây là mất 8 bề đấy. Tam bề hai chào. Rồi, ép tôi lại lúc. Nhà, tám nhà. Quá thì lại làm một cái khác, phải biết sao giờ. Lại lúc thì lại để đó, lúc để đó ngon hơn. Ổ ổ giờ không mua mạng không mua mạng hỏng rồi không mua mạng với nhục đi sao cái một lên là như hai thì hiểu không
Sao lại Vinh 2, Vinh 1 lên là bằng thì cái tương lai Vinh 2 nó sẽ đẹp. Đồ cả hai trong lúc này. Hai được cùng lúc. Đâu không cửa lon rồi. Không còn cái nào có lúc. Hết cái có lúc mất rồi. Còn muốn có mỗi còn HP thôi. Hy sinh, hy sinh, hy sinh, hy sinh. Hy sinh với còn HP thôi. Bây giờ đồ cấp 4 thì cũng bình thường mà. Con này vinh một là không lúc, vinh một không lúc là đẹp mà. Còn không thì tán hết luôn, tại vì mình đang xoay để cho con clone nó đeo nữa. Bữa mình lên là mình lấy luôn cả cái vinh clone đang đeo rồi, bây giờ nó đâu có lên được trên trời đâu. Cái này là gà da vinh sâu. Vinh sâu lúc. Ôi vãi. Da vinh gì cũng được, còn đòi sâu nữa. Lại toàn mất mất 4B à, thì mất 4B tại cũng không mua mạng sao nhỉ, à mà mới mua ra mà. Ba con này xịt nữa, hề chưa xịt nó với lại cái tiền đề, nhiều lúc win một nhiều như nó xịt nhiều đến lúc win hai nó lên nó đẹp. Pha này sao? Pha này là lên. Lại lúc vãi. Vãi bây giờ chơi ba cái lúc cái rồi. Vãi đã gì? Bây giờ sao ta? Thế con nào 10B là 300. 10B là 30 là 3K. Chưa được. Bán một cái vinh là khoảng cỡ hơn 500. 500K lúc quay. Xoay đi mày nha mày. Gái hả? Để từ đó mình lấy cái con ép về. Con ép để đưa cho nó cái hình lúc đeo. Rồi mình lấy cái hình không lúc con ép mình xoay. Sai ba phát liên tiếp là lúc. Bây giờ nó phải chỉnh phát mình xoay đi ba, đi hai nó mới là đẹp à. Chứ bây giờ tự nhiên lại lên khổ. Còn cái gì thế? Nó có cái cao rồi đó, tao này ép rồi đó. Ba cái lên 22 là đủ rồi. Thì lên lên xa xỉ lên hai cái rồi. Tôi lấy cái này. Lúc là lúc cho đập lên ở đâu, không cần lên cộng mà chỉ cần lên ốp 12 hay không, cái này anh em đập lên ốp 12 là đẹp đấy. Một cái rồi mình sẽ hy sinh một cái, có khi lại sai cái nữa nhỉ. Sai cái nữa không ta, con DK để con DK đeo một cái lúc, một cái là màn lót à. Để làm cái nữa, làm cái quân một nữa đi.
một cái vịt một nữa là đẹp. Con giá lên sắp 13. Cái gì con giá lên sắp 13? Tự nhiên kiểu là dạng phải cái tướng cái nào hợp lý không? Chứ tự nhiên bây giờ mà lên 13 rồi rồi lên 13 rồi rồi lại đập lên chí tôn. Xong ngáo đá rồi. Tại vì nó mới là cấp 6 thôi mà. Bây giờ nó còn mở cấp 7 rồi, vài bữa nó mở 380 rồi. Hello Huy nha. Thì cũng đang uống uống cà phê chứ cà phê đá. Đồng thu không ra lông, mình đổi chắc cú, mình không có đổi thành xu rồi. Bây giờ mình đổi thành xu chúng tôi chắc chắn toàn. Ông nội giết kia này ông đổi trăm mấy chục đồng á. Lúc đầu ông đổi gần 90 đồng, 80 mấy đồng không được lông nào luôn. Giết kia chơi lại mà. Và cái nịt. Cho chắc 90 kg, gì 90 kg. Mình có 80. Đây con không sửa. Cậu làm đẹp quá. Cái gì đang đẹp mà làm cái nữa. Vãi cái đó. Vãi. Rồi mất skill luôn. Ngao thật đừng có làm. Mất skill luôn đi đâu. Vãi đá thật. À lên nè. Đi làm công tử, cho cái kia là công tử. Anh là bao cơm không mình ăn cơm ít mà. Ổn rồi. Ấu tá rồi lại xịt à, pha này tốn có 3B thôi, khá là ẩu. Quá thật, bữa vào đây thấy nó ném ngon quá à, mà giờ là lon kìa. Quýnh vất vả, quýnh ba nó lót. Thế là 160 anh em nha. Cái crem đấy chi nhiều thế là sao rồi, để cái gì á? Rồi hỏng rồi cày đấy, tám một cái đi ba lại đi hai đi. Like Crea để gì nhiều ấy. Crea đó nhiều gì bây giờ mình muốn lên 5 sao mình phải có 1K2 mình mới lên được. Phải có 1K2 bộ mới lên được. Có nghĩa là mỗi loại 1K2. Thấm tháp vào đâu. Giờ có dám mở bot ra đâu mà. Bây giờ mình mở một kiếm BS xài không đủ nữa. Ra cả rồi, nó ra ra đang thủy rồi. Bây giờ đang thủy của mình nè. 1K rưỡi. Ôi giời. Cái đồng xu ném ra được tôi ném 20.
Ngắm 25 đồng mà không có nào luôn. Bái mình mới ra đang quăng quăng đây, tôi grea đây, mua này. May không bạch. May không nào là không nào luôn, cái này xong luôn. Nhục tập. Ba được như cái đồng xu. Cái đồng xu nó quăng ra được. Ôi, tí nó thì liệm luôn, đúng không à? Thôi, sao lại mua thành 33? Đó. Mua tài mình không tại đang vướng cái con chuột là mình chỉ vào đây cái thì nó ném ra nhỉ. Ai lua thật. Ném ra được với cay. Chắc cú này. Một đờ đây rồi, đây rồi, cái này cái đây. Mai kịp thời chứ không có nào đứng kế bên, đứng kế bên nó to luôn rồi. Rồi ok, làm một cái đi. À, 28 đồng mình nhìn 25, 25 180 anh em nha. Anh em lái xe hết lên này bán anh mới đập xịn cái vùng 1 để bây giờ tám cái vùng 2 trăm đơn không. Ok. Một nó lại móc. Móc còn giờ rồi thôi khoác rồi. Một này, hai này. Đúng. Buồn lắm anh em ơi. Nói chung là lên win hai thì nó quá bình thường đối với mình rồi, nó còn phải lên nào đó thì nó cũng là bình thường thôi, nhằm ngoài với ba cái đồ yêu này. Game là chán lắm. Lúc mà nào đó, lúc mà nào đó, trời ơi ba cái đồ yêu đó nói rồi. Lia cho anh em xem là từ từ đó. Gái ác luôn nè, gái gì đó nhỉ em. Vai. Ôi, nó già tăng HP không kìa. Vai ra rồi già tăng HP không thì làm được cái gì. Bây giờ bán đi không lúc được bao nhiêu ta. Vai không lúc. Hello 200 anh em nha. Đừng có giảm HP nó cũng hơn giảm homo cái nó cũng không phải là homo. Quá chắc phải làm cái nữa quá, bây giờ làm cái nữa có lên nổi không, làm cái nữa sẽ không lên đấy nghe. Bây giờ tính nhau cái vốn này xoay như một là nó tầm 5-600 rồi ba, đúng rồi. Mà bây giờ đi 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 bây giờ kiểu dạng mà đi mình bán cái một không biết được bao nhiêu ấy, bán cái hai ấy combo ấy. Và hai một phát một lên luôn cái này nó mà ra mana lót là đúng đỉnh cao phải không, nếu mà nó ra mana lót đây là đỉnh cao. Bây giờ làm cái nữa chơi luôn này chỉ biết bẩn à. Ồ, thật ra là mình khói mana lót rồi chứ còn nó muốn đẹp nó muốn cho nó mát pin hết luôn nữa chứ còn quá hai thì thoại đấy. Cái này nó mất bà nó ở à, đâu lấy cái này xài, lấy cái này xoay cho nó may mắn. Bây giờ nó xịt một cái rồi, nó xịt một cái rồi, bây giờ mình xoay win ba win hai tiếp mới là đúng bài, chính xác là như vậy. Bây giờ xoay win hai tiếp mới là đúng bài. 2 4 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Bữa nay anh sẽ ra hai cái win hai anh tin em đi ạ. Ok mình cũng nghĩ thế. Đó 200 anh em nha, anh em chơi like bữa nay bắn anh em mày lấy hình phát ra cái mana lót cho nó oách xà lách này. Thế vào thì mới có một cái mana lót thôi. Và win 13 thì chỉ có một cái thôi. Mana lót thì cũng mới có một cái của ông Gen Gen gì đấy, không biết là ông còn xài không hay là ông để cho người khác rồi. Mình sẽ làm cái thứ hai. 29 kiếm một đồng. Hay là mình đổi hên xui đi nhỉ? Mà thôi, bỏ đi đừng có đổi hên xui. Cho nó Ziki rồi. Cái gì 200k múc. 200k, 200k mua mua được mấy cái đồng xu.
niệm Phật vãi, niệm Phật dễ lên lắm, nó lại ra cái kinh đây là lúc mà nó lót rồi. Ok, let's go. Chị ơi. Đúng rồi. Đúng. Mình không tặng mình cứ làm có, nhưng mà đùa thật nhiều, nhiều khi cái này nó là quá bình thường đối với mình rồi. Nó là chuyện đông dễ như chở hai mà một click là xong. Có gì đâu làm có mà hai này. Không có gì đâu, không có gì hết. Game là dễ mà. Có gì đâu, phải là có anh em đúng không? À, ô, cái gì combo hả? Ba ngày này, lúc mà nó lắm nha. Nặng bắt nào. Bà biết ngày hôm qua anh kia đừng có đổi cái này sang DK nữa, bây giờ có cái này là đẹp rồi. Và mà không sang DL làm sao mà tôi có cộng 13 được. Thấy em thắng kia nhiều hả? Một chặt không ca. Cái nào? Anh em đoán ra mà nó lắm không? Lúc là bình thường rồi, lúc thì cũng quan trọng gì đâu. Lúc là chắc chắn rồi. Đây nè. Ai chơi mồ mồ cái nào. Đùa nhau thật. Ô mô. Lúc thì đẹp quá không? Cho hai con phụ đeo mà bây giờ một cái sâu với một cái đấy thì chắc cho con sâu nó đeo cái kia thôi. Chứ bây giờ bán nó rẻ hơn cái tiền mà mình mua cái nguyên liệu thì mình bán nó gì. Bây giờ không vào vui nữa nha mày. Ngon là thịt à? Có lúc là ngon rồi. Rút ra ăn ngon nữa không? Thêm cái nữa à? Đây này. Hai phát mà không nhà. Bây giờ mà mình thêm cái này là xịt chắc. Mình có linh cảm chuẩn xác lắm. Nhưng mà thôi mình không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Đây. Tiếp. Hai trăm mười sáu sẽ là tôi qua lúc nào 440 người tôi qua 200 mấy người đây trời xịt nước kìa xịt nước kìa đúng bài rồi anh em ơi đúng bài rồi đúng bài rồi xịt nữa là đúng bài đấy. Thịt nữa là đúng bài rồi. Thành nước cản thôi. Nhưng mà không muốn, ôi không muốn. Thực ra là thịt là tốt là mình đang mồi chưa để lên sao trong nhà hai cái em. Nếu mà xịt thì mình cho linh hai nó đẹp hơn.
Tao làm cái nữa đừng làm mình hai cái cũng cũng muốn lời rồi. Giờ nào ra hai cái thứ hai nó cũng ngon rồi. Nói chung là cầu nếu đúng cầu bệt là nó sẽ hai hai xịt một trong cái bờ đầu tiên mình xoay ấy. Thì mình đang xịt một cái mình một thì mình xoay nên nó tỷ lệ nó cao hơn. Cái bất động sản nó xài 8 lần không lấy được cái nào. Ấy ra đổi cho 33 làm sao? Ra nữa thì lại ối giời thì chắc là cái gì nữa rồi nhưng mà nó quan trọng là nó có lúc rồi đấy nhưng mà không biết nó mang nó lót rồi là cái hiện tập thì Vinh DL đấy ra mà đây tiếp tục. Rồi cái này có mùi rồi. Cái này có mùi rồi. Có mùi rồi. À đi chắc thôi, nhẹ nhàng nói thế. Có ta mà nó sẽ ra mang lót đấy, chứ đi chắc cái gì. Thôi sao nó ném cái gì vậy? Đây à đúng ấy là gì kìa lỡ nhịp mà là còn tốt tác thôi nó bỏ lại đi nó đẹp nhân mà tự nhiên lại lại quá chứ làm hố lỡ nhịp lỡ. Ý là cứ ném kiểu là nó đang tung cái lần thứ ba là mình bổ bổ vào nhìn nó nhấn liền nhưng mà xong đây mình lỡ xong mình phải đập lại ta lại bổ ra đi rồi xong mình ném lại mình bổ vào lại ném là hợp lý hai cái win bây giờ không biết win không không lúc nó đang bao nhiêu tiền qua thỏ hả thỏ có được cho hôm nay địch nó bật cái gì hết cháu với một lúc nó bốc làm là cái nữa hả hết rồi không có đủ tiền nữa nghe mười năm hai mươi lần hai mươi lần nhất tám mình có thêm mấy cái nữa có đủ không được không thử một ngoái nó đang kiểu này thì bây giờ thử làm cái nữa nào phải phải đấy lỡ dịp là mình là còn cố lỡ rồi mình là còn cố tại vì mình thấy nó ném nó năm sáu lần đấy. Thôi được rồi làm hai nữa. Nói chung là có hai cái thì vẫn lời rồi. Nó xoay ba mà lấy được hai cái là lời rồi. Đáng lẽ lúc nãy là đẹp đấy. Nhưng lúc nãy là đẹp lắm luôn. Có nghĩa là không xịt tắt nào lên được hai cái. Bây giờ lại lúc cán mà có khi là lại lên hai xịt hai với cổ này. Hai sáu. Hai sáu với đây là hai chín nè. Thôi xong rồi một cái đô thôi xong rồi vừa khít lỗ đích vừa khít cái lỗ đích cái nhà mày ô thôi xong rồi vừa khít cái lỗ đích con ép mà trả bên đây cho anh rồi vâng bình lúc này em chia tay sớm bắt đầu khổ nha rồi vừa khít lỗ đích mình không chơi hên xui đâu bây giờ hên xui bên này không chơi được đâu con đội Zicky này này lúc nãy chơi hên xui không được cái lông nào luôn kìa hên xui không được cái lông nào luôn vừa khít cái lỗ đích mà không biết sao đây hay có khi là của thiên trả địa là hai lên hai chín hai đừng có tham quá đừng có tham quá rồi long là ra quân tk đấy ok chơi mana lót một dứt khoát lên đừng có trùng tay à mấy mới lên thứ sáu có công qua đây à thẳng rồi nó ném cái gì vậy mình tham quá không ta
Mình có linh cảm rồi. Vỗ tay ngay, vỗ tay. Cái này là cái Malalot này. Cái này là cái Malalot. Nói chung là mình lên cả bốn cái cũng được, nhưng mà cái này là mình cố tình xịt để cho anh em biết là nó có tỷ lệ xịt, chứ không phải là tỷ lệ 100%. Đấy. Cái đi mà sao nó ra mình MG, mình có chơi MG đâu. Kỳ nhà 4 lên 3. Bình thường thôi, nhằm nhò gì ba cái đầu yêu này. Để ta nè, xem giờ sao giờ có nhân phẩm mãi. Đây nè, tại vì lúc nãy nó xì giờ mình không đập nó hơi ổn không. Ấy vai ô mô kìa, cày thế ô mô kìa. Ô mô lại được 50 mana nữa, đẹp. Không lỡ nhịp là lên 4 cái liên tiếp đấy, thật sự luôn đấy. Vai này, bộ sưu tập này. Còn hơn hack. Nhưng mà còn hơn Ngọc Trinh, chắc quá. Omo thì nó không có lợi được bao nhiêu hết nhá. Tại chủ yếu là nếu mà bèo có lúc thì ngon. Còn không thì nó phải ra mana lót, là với là đỉnh cao. Dích kêu được cái nào. Vai, Dích kêu đập 1 băng được cái nào.